Hải Chan đúng không? Hải Chan đúng không? Áp vẫn không thay đổi. Rồi tôi sẽ vào tôi bây giờ check in. Mà anh Chan này, tôi test xem xong rồi là vào xử nhá, vào xử nhá. Và ác tôi cũng được, mà và ác Janus cũng được nhá. Bởi vì anh hiểu. Và ác ngoài trường tôi và vá Janus cũng được nhá. Mà dù mà hai trận mà à, thôi, à, thôi, thôi bỏ đi. Nhưng mà trước mắt là bây giờ là tôi phải cố cho con Blacklop nó vượt qua được cái xếp vụ 10 cái. Alright. Tự vào xem con này như thế nào. Tôi đang chưa biết là con pha custom này nó thực cơ số đạn nó như thế nào ấy. Đã không biết đi. Cửa hàng nào. Ai. Như vậy là hai con này là chỉ mua được có một lần duy nhất mà thôi. Cho nên là phải xác định là ông nào mà giá một cái thì thôi coi như là vỡ mồm luôn. Đã để như thế thì có biết điều biết chợ còn tránh mặt chứ không thì nguy hiểm lắm. Ok. Sẽ test thôi. Sẽ ra gì không? Nhắc lại đây. Làm mày làm vậy. Chỉ ra thêm cái con Overlord Mage vào trông đẹp phết đấy. Ta thử nhá. Kiểu cái này đấu trong đấu thường xem nó có ra gì không. Chủ yếu là test có fan thôi chứ còn combo thì chắc là không có gì đặc biệt hơn. Nhân tạo lại đi. Cho bạn lấy cái này từ từ. Điều khiển có bị không? Không vừa phí nhưng không sợ. Để xem con này bắn ra gì không. Con mùa này cài thế nào cho ngon nhỉ? Eo con 63 mà top hơn 7k hết rồi. Cái này thì tôi khuyên thật là ô đi 4 sao đi. Trước hết là 3 sao đã xong rồi là dần dần mới lên 4 sao. Con cái tôi hơi dị ứng là cơ. Cái con này có một cái mất dạy là con này ngắm ngắm không dùng được nhá. Đây thì rất bực nhá. Được cái hay lại thì nhanh hơn hẳn so với bản Fakamo. Nhưng mà cái việc nó lại dùng thông số của fan pha after fan là điều không chấp nhận được. Fire in the hole. Headshot. Double kill. Damage. Tôi khuyên mọi người là cố gắng cày thì cày có 4 sao ấy. Shit. Thằng kia. Đậu phụ thế nhỉ? Ai Trần thì không biết có mua mua cái thẻ mở rộng không? Bà xã mày. Cày thế nhờ.